Sản phẩm mới về uh, Tam sẽ đưa lên đây để anh chị mình tiện uh, theo dõi và ủng hộ ha. Đây là con uh, Hyundai Accent số tự động, sản xuất 2018, lăn bánh 2019, một đời chủ mua mới nha anh chị. Lăn bánh 2019, chạy được 70 000 cây, xe chuẩn riêng, màu này là màu vàng đồng, màu vàng cát, màu da lương Có nhiều người gọi nhiều nhiều tên nha anh chị, nhưng mà gọi này là hơi vàng vàng, màu này rất là sạch nha anh chị. Cái này thì bên Tâm sẽ bán cho anh chị với cái giá là 387 triệu 387 triệu bao rút hồ sơ Xe này một đời chủ mua mới Xe chạy chuẩn 70 ngàn nha anh chị Chuẩn 70 ngàn Đăng kiểm mới tháng 7 2025 4 vỏ còn tốt Chất xe tuyệt đẹp Không lỗi lầm nha anh chị ơi Không một lỗi nhỏ Cửa cốp cabo chưa mở Gương kính là riêng hết Bản đủ nha Bản đủ thì nó có hai bản Một bản đủ và một bản đặc biệt xe này là bản đủ bản bản đủ số tự động anh chị còn bản cao hơn nữa là bản đặc biệt Đó, mâm đúc 4 thắng đĩa ABS đèn full cool led led trước led sau anh chị màu da lương màu vàng anh chị mới đẹp xe rất đẹp rất ưng ý nha cái này thì bên tam sẽ bán cho anh chị là 387 bao hồ sơ nội thất tươi đẹp màn hình cam ve đầy đủ trần nỉ nguyên viên bọc ni lông anh chị xe mới 387 triệu mà anh chị sở hữu được con xe số tự động nha Kiểu dáng rất là đẹp Cái xe này anh chị lên anh chị vừa ý liền Qua lan cần số còn mới tin 70.000 cây xịn anh chị Xe vừa ý nha anh chị ơi Không lỗi lầm nha Cửa cốp capo Rin hết chưa mở chưa gửi hết Có căn bằng điện tử ha Gặp gương auto kính bấm auto Còn mới còn đẹp anh chị Cái xe nhìn nó cưng lắm Nhìn rất là duyên từ cửa nẻo tấp bi lô gì mới tin nè à. dạo này tâm rất là mua được những xe đẹp bởi vì bên tâm lựa xe đẹp mới mua anh chị xe dập xe dập xe bèo bèo là tâm không mua nha được cái bộ ghế da này không là thấy ăn tiền rồi ghế da mà may kiểu này là phải từ trên 5 triệu anh chị năm sáu bảy triệu á ghế xịn luôn nè à. quá đẹp anh chị ơi cái máy của nó anh chị nhìn thấy cái máy anh chị mơi liền cái máy tắn tinh máy rin số rin keo chỉ là nguyên bản hết, không lỗi một tí nào nha. Cái này sản xuất là cuối 2018, lăn bánh là tháng 2 2019 nha anh chị. Lăn bánh tháng 2 2019, một đời chủ mua mới. 387 triệu bao rút hồ sơ nha. Xe quá là ưng ý nha anh chị. Keo chỉ riêng hết. Cái này tâm thấy thị trường người ta vẫn bán là 3 39 39 mấy anh chị. Nhưng mà được cái xe đẹp vậy thì anh chị cứ xuống xem xe trực tiếp đi, bảo đảm anh chị sẽ vừa ý da rồi nè nhìn tươi lắm đẹp lắm rất là duyên đèn full led hết bản đủ anh chị bản đủ chứ không phải bản đặc biệt nha anh chị vô đừng có bình luận lung tung là nó mắc quan điểm nha còn một bản cao hơn bản này gọi là bản đặc biệt accent số tự động nó có hai bản thôi một bản này và bản cao hơn nữa kêu chỉ thì tâm chỉ quay sơ lướt qua thôi chỉ coi chắc xe thôi khỏi cần coi kêu chỉ bên tâm bao rồi nha anh chị cái này là bao cho anh chị là kiểm tra và chết hẳn nha thoải mái luôn ha không một tí gì gọi lỗi lầm anh chị thùng bọng thì đẹp bánh xe cua đồ nghề con đội có đủ ổ khóa đâu còn mới cái gầm mới tinh à Vỏ lớp còn được chứ không có không có quá mới mà cũng không quá cũ nha gầm sáng trưng luôn chị gầm bô rồi nè còn sáng trưng luôn <laughs> tem Hyundai nè cái này mua ở thành phố Hồ Chí Minh lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh một chủ mua mới 391396 màu vàng da lương xe riêng trăm phần trăm sơn riêng còn nhiều nha xe này sơn riêng còn tám chín chục á, được cái nội thất quá mới. alo, nghe 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 nè, nhẫn rồi nhẫn rồi, tâm đang làm video để tâm lên hồ sơ thứ bảy giao nha. ok ok. xe mới lắm anh chị. xe này khỏi nói anh chị ơi nó vừa ý lắm kêu chỉ đâu nè đồng bọng sơn phết rồi ốc tán rồi còn mới xanh à. đẹp như ý luôn nha anh chị ơi xe hoàn hảo nha anh chị hoàn hảo tuyệt đẹp luôn đăng kiểm còn dài à, nội thất này bọc lưỡi ghế da tốt rồi màn hình có rồi cam ve có rồi vi ca đèn đầu sáng trưng xe này anh chị nhìn nè quá đẹp rồi quá ưng ý rồi và ta muốn chốt cho anh chị với cái mức giá là 387 nha bao hồ sơ xe này về chất thì khỏi nói rồi. xe này tao đánh giá là khoảng được 8 điểm rưỡi nha anh chị được 8 điểm rưỡi trở lên đó. nhìn nè nhìn cái máy móc nè nhìn cái cục abs nè anh chị nhìn thấy không đẹp lắm cửa cốp cabo chưa mở máy trắng tươi rất là ưng ý nha anh chị anh chị mua xe honda accent con xe này thì tâm cảm nhận là một con xe nó nó nghiêm chỉnh anh chị nó nghiêm chỉnh nó từ từ dàn chân cho đến dàn trên luôn chỗ nào cũng thấy vừa mắt hết không có điểm khuyết nào luôn nha không có điểm khuyết nào luôn nó hoàn thiện anh chị keo chỉ thì tâm bao rin rồi đó ốc tán thì chưa mở con nào từ cửa cốp cabo là chưa hề mở thì khỏi phải lo lỗi lầm nha má dè má giết thì chưa mở gì hết à không một tí gì gọi là lỗi lầm luôn anh chị lóc máy còn mới tinh luôn anh chị mới tinh trắng tươi luôn bảo đảm với anh chị là một cái sản phẩm tuyệt đẹp nha đây bình dầu bình đồ nè thắng ABS nè cục ABS nè đó anh chị nhìn không lóc máy lóc đầu nè u máy đẹp lắm khỏi nói anh chị ơi xe này chất xe khỏi nói rồi hài lòng với sản phẩm này nha anh chị với tầm tiền này và chất lượng này thì rất là hài lòng anh chị có nhu cầu mua thì cứ liên hệ trực tiếp cho bên tâm nha 0917 215 512 đến xem xe ở địa chỉ là gần quỹ ban xã Bình Mỹ huyện Bắc Tân Nguyên tỉnh Bình Dương anh chị có đi bằng Google là đại lý ô tô Di Tâm nha có nhiều xe có nhiều sự lựa chọn tại công ty và hôm nay xe về nhiều nhưng mà phải dọn dẹp phải xì ba ngày hôm nay tâm bán khủng khiếp luôn ngày hôm nay bán 6 xe anh chị ngày hôm nay tâm bán 6 xe anh chị thấy nè nhà tâm lúc nào cũng full hết mà bây giờ đang trống khoảng 11 12 xe anh chị đó trống lóc luôn mỗi bữa là ngày nào cũng full hết đường đi luôn nhưng mà hôm nay trống sáng giờ tâm bán đúng 6 xe anh chị đó thì cái lượng xe mua vào không kịp bởi vì thứ nhất cái cái quan điểm bên Tâm á là cái thương hiệu, cái chất lượng của sản phẩm là nói lên tất cả. Thì nếu như anh chị bà con nào mà đã mua xe bên Tâm rồi rồi, 10 người đều đi chết hãng đủ. Chết hãng hết, xe 300 300 mấy gì vô hãng chết hết. Nên cái cái mức độ tín nhiệm và cái sự yên tâm của khách hàng đến với ô tô Y Tâm á, ngày một lớn hơn, ngày một uy tín hơn và ngày một có một cái sự chắc chắn hơn ở ô tô Y Tâm và bên Tâm bao chết hãng. Nếu mà xảy ra lỗi nè, đâm đụng nè, ngập nước nè, rồi những cái nào mà không đúng với trong cam kết văn bản á, thì là tâm nhận lại xe hết. Nhất là những cái xe lướt là tâm bao luôn ở đô km. Còn những cái xe mà cũ cũ á, ít rất tiền á, thì ở đô km thì không dám bao. Cái đó nói thẳng luôn. Bởi vì bây giờ rất là nhiều nơi họ tua đồng hồ với mức giá là 300 000 Thì uh, vô hãng á, thì mới biết hoặc là suy đoán á, thì nó với điều kiện anh chị muốn biết cái xe đó đồng hồ chuẩn hay không chuẩn thì phải có lịch sử hãng là xe đó phải được thường xuyên bảo dưỡng hãng thì mới có được cái đồng hồ chuẩn còn mà xe bỏ bảo dưỡng thì kêu tâm bao đô rất rất là mất lòng còn nếu mà cái xe nào còn trong thời hạn bảo hành của hãng thì chắc chắn xe đó là ô đô sẽ đúng rồi ô đô mà bị tua bị trả là hãng sẽ từ chối bảo hành nên tâm mua những cái xe đó tâm rất là kỹ lựa chọn rất là kỹ nên con xe này tâm cũng cũng cảm nhận được là một cái chất xe nó hòa nó rất là là hoàn thiện anh chị hoàn thiện ở mọi góc độ luôn từ gầm máy động cơ hộp số nước sơn keo chỉ nội thất ngoại thất nó đều 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 xe hết và ở đô 70 ngàn này rất là có cơ sở để chứng minh được là con xe này nó tốt và nó chuẩn anh chị có thể lên xem xe trực tiếp và đem ra hãng Hyundai bất cứ ở tỉnh thành nào để test nha hoặc là về địa phương mình test cũng được không sao hết tâm bao luôn nếu mà xe này phát hiện ra lỗi lầm rã máy ngập nước đâm đụng Mất xương Mất keo chỉ thì hoàn xe lại hoặc là như thế nào đó kiểu gì cũng được hết khi mà mình đã sai rồi mình không có biện minh và mình đã sai rồi thì mình không có không có lắp liếm hay không có thế này thế nọ để nó nó qua nó qua được cái, cái, cái sự việc đó là không có nha chưa bao giờ tâm bị mang tiếng ở cái góc độ bán hàng cũng như là phục vụ khách hàng thì đó là một cái sự hết sức là vinh hạnh đối với ô tô duy tâm để phục vụ cho anh chị được những cái sản phẩm tốt và thật là à, yên tâm khi mà chọn lựa mua sản phẩm bên tâm cũng như là giao dịch bên tâm thì anh chị khỏi lo nha từ hồi trước tới giờ luôn không bao giờ để lại một cái tiếng gì mà cho anh chị cảm thấy phiền lòng hay là buồn phiền dở bên ô tô di tâm hết tâm cũng rất là mãn nguyện và rất là tự tin khi mà trao sản phẩm cho khách hàng nha tâm cảm ơn anh chị luôn luôn tin tưởng và ủng hộ ha ngày hôm nay tâm bán nhiều nên ngày mai tâm mua xe rất là nhiều anh chị nhớ đón xem video mới của tâm về nha và hãy nhớ bấm nút đăng ký ha gọi điện nhắn tin nếu mà tâm chưa trả lời thì cho tâm xin phép mai tâm gọi lại ha bởi vì một mình tâm tiếp xúc khách hàng mua bán giao dịch mọi cái luôn. Không phải là tâm tham, không phải là ích kỷ, nhưng mà sợ đưa cho em Úc, đưa cho nhân viên nó làm cho anh chị cảm thấy không được hài lòng và không được thỏa mãn. À, về cái cái khâu mà mua bán giao dịch á nên anh chị thông cảm là nếu như tâm chưa kịp trả lời hoặc là có sơ suất gì đó thì mong anh chị góp ý và gọi lại, tâm sẽ có thời gian trao đổi và trả lời nha. Cảm ơn anh chị. Xin hẹn gặp lại anh chị một ngày gần nhất đến với ô tô Di Tâm ha. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.